Chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với channel của họ để tiếp tục những clip về mạng kỹ thuật. Thế này họ sẽ chia sẻ mọi người cách làm sao chúng ta có thể câu cá mini trong game Play Together. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách câu tất cả các loại cá mini luôn với cái cách mà mình hướng dẫn sau đây nha. Thì ok, mình sẽ vào game nè. Rồi đấy, mình nhận được 100 tiền sao rồi. Bây giờ mình sẽ đi đầu tiên mà để câu cá mini á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gọi là dễ nhất, gọi là tiết kiệm chi phí nhất luôn. Đấy. Thì các bạn sẽ đến cái khu vực đây chỗ mua, thường các bạn mua cần câu á, các bạn làm bán câu bán cá thì các bạn đến chỗ đó nha. Đấy, cái chỗ mà Post Pro Shop nè, các bạn sẽ bấm vô các bạn mua nha. Thì các bạn mua cái loại cần này nè. Đấy, các bạn chọn mua cần câu cá nha. Đấy, các bạn thấy cái cần câu lấp lánh không, nó ghi là có thể câu cá mini, thì nó sẽ tốn của bạn là 450 tiền sao nha các bạn. Rồi các bạn nhấn mua cho mình. Ok, thì nó báo là đấy cái loại này đấy. Thì các bạn sẽ sau đó thì các bạn sẽ đi theo mình đấy, để các bạn khám phá thêm một cái loại cần câu nữa nha các bạn nha. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn câu á, câu luôn á, thì cũng được thôi, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái phần đây. Các bạn tới cái chỗ là Fashion Mode nè, Live Frame nha, Live Frame đấy. Thì các bạn tới đây, thì nếu mà các bạn muốn hướng dẫn mình làm luôn á, thì các bạn có thể tua nhanh qua cái đoạn này một xíu. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà có nhiều tiền nha, các bạn có thể câu cái loại cần câu mà nó gọi là hiệu quả hơn, câu chính xác hơn, chắc chắn sẽ câu được câu kém mini luôn. Đấy. Đây, cái cần câu Sunly này nè, đó thì nó báo là tăng cơ hội thành công là 80%. Đấy, thì nó tăng cái tỷ lệ gọi là câu cá được rất là thành công luôn, và nó tăng cái xác suất cạn câu cá lên 80%, gọi là cái xác suất câu cá của bạn rất là lớn, và nó báo là có thể câu cá mini nè, tăng cơ hội nhận được đá quý hiếm giảm 5%. Đấy, thì nó trị giá là 41 thỏi vàng nha các bạn nha. Thì cái gọi là đắt nhưng mà sắc ra miếng nha các bạn. Thì mua cái loại cần câu Sunly này á, thì các bạn sẽ tăng cái tỷ lệ câu cá thành công của bạn lên rất là nhiều luôn, so với lại cần câu lấp lánh nha các bạn, gọi là tiền nào của đó nha các bạn. Đấy, thì đây là cái loại cần câu số 2 nha, và khá là đắt, 41 thỏi vàng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách câu cá mini như thế nào trong game Play Together nha. Rồi đi ra câu cá nha, rồi mình sẽ đi ra biển nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các thông tin về làm sao chúng ta có thể câu cá mini nha. Thì ngoài cái loại cần câu Sunly ra giá 41 thỏi vàng á, thì các bạn có thể mua cái loại cần câu khác nha các bạn. Cần câu đó là cần câu Lung Linh, giá của nó là 449.000 nha các bạn. 449.000 sao á, ngàn tiền sao nha các bạn. Thì cần câu Lung Linh giá của nó là 449.000 tiền sao nha các bạn. Đấy, và cái địa điểm mà bán cần câu Lung Linh đó là nó bán ở shop gói sản phẩm nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái thuyền này nha các bạn. Đấy, đi ra ngoài thuyền này để mình câu cá nha các bạn. Đấy, thì cái thời gian mà địa điểm xuất hiện cá mini nó giống như lại cái thời gian mà địa điểm xuất hiện của kem bóng năm nha các bạn. Đấy, ví dụ như các bạn câu cá nhà đáng mini ấy, là thì mình câu sẽ cái nó trùng với lại cái câu cá nhà tán bóng năm nha các bạn. Đấy là cái phút thứ 00 đến phút thứ 05 và phút thứ 30 đến phút thứ 35. Đấy, thì địa điểm là cấp tất cả ở tất cả các thuyền ở trên biển luôn nha các bạn nha. Đấy, thì mình sẽ leo lên trên cái thuyền này, mình sẽ câu cá thử cho các bạn coi. Đấy, rồi thì bây giờ mình sẽ leo lên thuyền nè. Đấy, rồi mình sẽ lấy cái cần câu lấp lánh đây nha các bạn nha. Đấy, cần câu lấp lánh nè. Đấy, thì mình sẽ câu thử nha các bạn. Đấy, thì cái cách câu cá thì các bạn sẽ lựa cái bóng của con cá nha các bạn. Đấy, thì các bạn chỉ câu cái loại bóng cá là bóng một thôi. Đấy, các bạn bỏ cái loại bóng cá lớn. Đấy, và câu là câu bóng cá 1 và bóng cá 5. Đấy,
thì cái bóng ké một nó sẽ xuất hiện cái bóng bóng ké mini cho các bạn nha. Đấy, thì bóng ké như này là không phải bóng ké một rồi. Cho nên các bạn bóng ké một là các bạn câu nhiều và các bạn sẽ bắt đầu là các bạn sẽ hình thành được cái khả năng phân biệt các loại bóng ké nha. Thuộc phong câu nhiều thì các bạn sẽ gọi là nó thành ra nó phản xạ luôn. Các bạn thấy cái bóng ké như thế nào thì các bạn sẽ biết được đó. Như bóng ké như này nè, nó nhỏ bằng cái phao á, nó nhỏ bằng cái phương gần bằng cái phao á thì là bóng ké một nha các bạn. Đấy, như bóng ké này, bóng ké một là mình sẽ câu ké mini thử coi mình có may mắn câu được ké mini không nha. Rồi, mình sẽ câu là rồi không phải rồi. Ok thì mình sẽ thử tiếp. Đấy, thì ví dụ như với các bạn câu ké heo hồng ấy, thì nó sẽ giống với lại câu ké bóng năm heo hồng bóng năm luôn. Đấy, nó nằm ở phút thứ 45 đến phút thứ 47 về phút thứ 15 đến phút thứ 17 các bạn. Đấy, như bóng ké này không phải là bóng ké một nha các bạn bỏ đi, các bạn giật lên rồi các bạn thẻ một câu khác để các bạn lựa bóng ké một để các bạn ra bóng ké mini nha. Đấy, thì trước khi mà săn nó thì các bạn bỏ hết bóng ké to đi, các bạn chỉ câu bóng ké một thôi. Đấy, còn cần thì các bạn dùng những cái loại cần mới ra thôi. Đấy, đó, thì mình sẽ bỏ ké này đâu, mình sẽ câu bóng ké một thôi. Rồi thì những cái cần mới ra như nãy mình mới giới thiệu cho các bạn thì mình sẽ giới thiệu lại, đó là cần câu lấp lánh nè, giá 450 tiền sao. Đấy, rồi cần câu Sally giá 41 thỏi vàng, với lại cần câu lung linh giá 449.000 tiền xăng các bạn. Ok thì đấy mình sẽ những cái gì mà mình chia sẻ là gần như là đầy đủ rồi. Thì nếu mà các bạn có những cái mẹo hay thì hay là những cái cần những cái hướng dẫn gì về trong game Play Together thì comment phía dưới video nha, để mình có cái ý tưởng để mình làm clip khác hay hơn. Còn nếu các bạn thấy clip này hay hơn thì hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để có YouTube để xuất video của mình đến nhiều người hơn nha. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem clip này. Đấy, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.